Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục giải đáp thưa ngày hôm nay. Như các bạn biết, chương trình định cư Canada diễn tay nghề Skill Worker, lao động cấp cao liên bang, là chương trình phổ biến nhất hiện nay dành cho người nước ngoài, có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng tiếng Anh và tiếng Pháp và một số khả năng khác có thể nhập cư Canada. Để tìm hiểu sâu hơn về cái chủ đề hôm nay, chương trình có mời đến chị Ngọc Ý, chuyên viên tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc trong cái chuyên mục giải đáp thư ngày hôm nay các bạn nhé. Xin chào chị Ngọc Ý. Chào Tiên và chào các bạn đang xem chương trình này. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng Linh. Câu hỏi có nội dung như sau. Chào Tân Đại Dương, em tên Hoàng Linh. Gần đây em có nghe thông tin về định cư Canada diện tay nghề Skill Worker, nhưng em chưa hiểu rõ về diện định cư này. Tân Đại Dương có thể giải thích giúp em được không ạ? Em xin cảm ơn. Dạ, em xin mời chị Ngọc Ý ạ. Chào Hoàng Linh, cảm ơn câu hỏi của bạn. Định cư Canada diện Skill Worker cho phép người nhập cư đến Canada sinh sống và làm việc có tư cách như một thường trú nhân. Người nhập cư hoàn toàn có thể hội nhập vào thị trường lao động nội địa mà không cần bảo trợ của người sử dụng lao động. Sau khi được cấp thẻ thường trú, mọi thủ tục xin visa đi Canada theo diện tay nghề Skill Worker đều rất rõ ràng. Xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Ngọc Ý. Để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Thúy Vi đến từ Hồ Chí Minh. Câu hỏi có nội dung như sau. Chào Tân Đại Dương, em tên Thúy Vi. Đến với chương trình trao đổi định cư Canada diện tay nghề Skill Worker ngày hôm nay, em xin được hỏi về điều kiện của diện này là gì ạ? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý ạ. Để tham gia chương trình định cư Canada diện tay nghề Skill Worker, sinh viên du học Canada khi tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau. Ít nhất 1 năm làm việc toàn thời gian trong 10 năm theo danh sách ngành nghề được quy định theo diện này. Thứ hai là phải có chứng chỉ IELTS 6.0 cho mỗi kỹ năng và vẫn còn giá trị, vẫn còn thời hạn không quá 2 năm. Bằng cấp phải được thẩm định đánh giá bởi một tổ chức có uy tín và đạt điểm tối thiểu là 67 trên 100 theo thang điểm di trú liên bang. Dạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Ngọc Ý. Và đến với câu hỏi của bạn Hoàng Nam. Câu hỏi có nội dung như sau. Hiện tại em đang du học tại Canada, em cũng muốn định cư Canada theo diện tay nghề Skill Worker khi học xong. Vậy Tân Đại Dương cho em biết cách tính điểm định cư theo diện này được không ạ? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý. Chào Nam, về cách tính điểm theo diện định cư tay nghề Skill Worker thì bạn có thể tham khảo như sau. Về thứ nhất là bằng cấp, tối đa là sẽ được tính 25 điểm. Bạn phải có chứng nhận giáo dục Canada hoặc là chứng nhận giáo dục nước ngoài hoàn chỉnh với đánh giá giáo dục từ một cái tổ chức có uy tín. Khả năng ngoại ngữ thì tối đa được 28 điểm và trình độ Anh Pháp tối thiểu theo chuẩn Canada cấp 7 là ở cả 4 kỹ năng. Kinh nghiệm làm việc tối đa là được 15 điểm và có được 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục được trả lương trong vòng 10 năm gần nhất. Đây có thể là công việc toàn thời gian hoặc là bán thời gian đi cùng với thư mời làm việc hợp lệ. Và về độ tuổi thì tối đa được 12 điểm. Đương đơn phải trong độ tuổi từ 18 tới 46 tính theo thời điểm nộp đơn và có kế hoạch làm việc tại Canada thì tối thiểu được 10 điểm và khả năng thích nghi thì tối đa là 10 điểm. Dạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Ngọc Ý. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Lan Anh đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Câu hỏi có nội dung như sau. Em sinh năm 1999, tên Lan Anh. Em dự định khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ sang Canada du học và em cũng đang tìm hiểu về vấn đề có thể định cư ở lại khi du học hay không. Tân Đại Dương có thể cho em biết về lợi ích của người tham gia định cư Canada diện tay nghề Skill Worker được không ạ? Em xin cảm ơn. Dạ, mời chị Ngọc Ý trả lời câu hỏi ạ. Chào Lan Anh. Về việc nếu mà bạn được định cư diện Canada theo diện tay nghề Skill Worker thì bạn sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là bạn sẽ được sống và học tập tại làm việc bất kỳ nơi nào tại Canada. Bạn sẽ được phép nộp đơn trở thành công dân Canada và được pháp luật Canada bảo vệ. Bạn sẽ được chăm sóc y tế, sức khỏe trọn đời. Và nếu sau này bạn có con cái thì sẽ được miễn học phí từ lớp 1 tới lớp 12. Được khấu trừ thuế nuôi con cái dựa trên thu nhập cha mẹ khi khai thuế khi bạn sống tại Canada. Dạ, cảm ơn câu trả lời của chị Ngọc Ý. Và câu hỏi tiếp theo của anh tên Hùng. Câu hỏi có nội dung như sau. Tôi có con đang du học tại Canada. Tôi có nghe nói về chương trình định cư Canada diện tay nghề Skill Worker và chương trình này đang cho phép tăng số lượng người nhập cư, có đúng không Tân Đại Dương? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý ạ. Chào anh, về câu hỏi của anh thì tôi xin giải đáp như sau. Chính phủ Canada hiện đã công bố kế hoạch tăng số lượng người nhập cư vào quốc gia này trong năm 2017 và đây là một tin tức tốt dành cho công dân quốc tế đang tìm kiếm cơ hội
để nhập cư vào Canada thông qua một trong những chương trình mà chính phủ đưa ra. Mục tiêu và kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada như sau: các chương trình về Federal Skill Worker Class, Federal Skill Trades Class và Canadian Experience Class sẽ tăng số lượng người nhập cư lên 23%. Chính phủ sẽ đặt mục tiêu cho 51.000 người nhập cư đến Canada thông qua các chương trình đề cử tỉnh bang. Mục tiêu của tỉnh bang Quebec sẽ cho 29.000 người nhập cư thông qua các chương trình kinh tế, bao gồm cả các chương trình Quebec Skill Worker. Hy vọng với câu trả lời vừa rồi sẽ giải đáp được một phần thắc mắc của anh. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của em tên Nam. Câu hỏi có nội dung như sau: hiện tại em đang là sinh viên trường đại học Hoa Sen, nhưng em dự định sẽ sang Canada du học. Tân Đại Dương có thể cho em biết về danh sách các ngành nghề áp dụng chương trình định cư Canada diện tay nghề Skill Worker được không ạ? Em xin cảm ơn. Dạ, em mời chị Ngọc Ý giải đáp câu hỏi của bạn Nam ạ. Chào bạn, nếu bạn muốn được định cư Canada sau khi học xong thì bạn có thể chọn học một trong 64 ngành nghề theo danh sách định cư Canada hiện tại mà theo Tân Đại Dương cập nhật, bao gồm các ngành về quản lý cấp cao về tài chính, truyền thông, các dịch vụ kinh doanh, quản lý cấp cao về sức khỏe, giáo dục, dịch vụ xã hội và công cộng, quản lý cấp cao về xây dựng, vận tải và sản xuất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý thu mua, quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Và nếu mà muốn tìm hiểu thêm về các ngành khác nữa thì bạn có thể liên hệ với bên du học Tân Đại Dương để được các anh chị tư vấn hướng dẫn bạn nhé. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Ý. Để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0838484879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 0838382080, và tại chi nhánh Nha Trang là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.